Hiện tại đang ở hậu trường của Việt Nam International Fashion Week và đang luyện tập cho nhà Lê Long Dũng. Tới với buổi luyện tập của đêm thứ ba của chương trình thì đã thấy không khí rất là nhộn nhịp và mọi người đang luôn luôn trong cái cuồng quay rất là liên tục và không ai ngừng nghỉ. Hy vọng là ngày hôm nay mình cũng sẽ có thể đem lại được cái thần thái mà nhà thiết kế mong muốn và giúp cho bộ sưu tập thành công hơn. Lần đầu tiên tham gia vào chương trình Việt Nam International Fashion Week thì bản thân không có tránh khỏi là cái sự ngỡ ngàng và có một chút gì đó nó hồi hộp. Tuy nhiên trong giờ phút này thì cái cảm giác thích thú nó pha lẫn cái sự hào hứng nó tăng cao lên đến nhiều lắm. Chúng tôi mong rằng là tối nay sẽ có một buổi diễn thành công và đem lại được cái sự hứng khởi và sự thích thú đối với khán giả. Xin chào mọi người, đây cũng là lần thứ hai mà Trinh tham gia Fashion Week. Như các bạn cũng thấy là xung quanh ở ngồi đằng sau Trinh là rất nhiều các em nhỏ đằng sau. Thì tối nay Trinh sẽ có một buổi trình diễn với các em nhỏ. Trinh nghĩ là tiết mục của Trinh sẽ là một tiết mục khá là thú vị để cho mọi người cùng chờ đón xem. Đây là lần thứ hai Phoenix View by Vũ Thu Phương tham gia tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam và Phương cảm thấy thực sự là rất là vui và hạnh phúc khi được đứng ở trên sân khấu với vai trò của một nhà thiết kế và được đồng hành với các lứa đàn em. Ngày hôm nay thì không khí có vẻ hơi trầm lắng hơn một chút so với các ngày trước bởi vì dường như mọi thứ đang đi vào trật tự và mọi thứ đang rất là tốt đẹp. Không khí làm việc rất là khẩn trương, thật sự hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những thành quả cũng như là những thiết kế độc đáo nhưng không kém phần ngạc nhiên cho khán giả. Mọi người, và hiện tại thì Châu đang có mặt tại hậu trường make up dành cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trước khi make up á, Châu đã được sử dụng sản phẩm đến từ Menard, đó chính là mặt nạ dưỡng da Bionis. Mặt nạ khoáng này nó giúp cho da Châu khỏe mạnh hơn rất nhiều, và đặc biệt thì trong ngày mà phải thay đổi liên tục nhiều layout như thế này, khi mà sử dụng cái mặt nạ này á, nó làm cho Châu cảm thấy an tâm hơn bởi vì da của Châu được bổ sung khoáng. Và trong suốt quá trình make up thì Châu được sử dụng dòng sản phẩm Studio đến từ Menard, thì trong dòng sản phẩm này nó đã chứa rất là nhiều thành phần dưỡng da, thì chính vì vậy nó cũng làm cho Châu yên tâm đi phần nào và không phải lo lắng về những cái vấn đề mẫn cảm của da khi mà phải để layout make up lâu như vậy từ sáng cho đến tối. Một bước quan trọng đó chính là sau khi mà make up xong á, thì Châu lại được sử dụng thêm một loại sản phẩm, đó chính là dòng xịt khoáng đến từ Menard. Dòng xịt khoáng này nó giúp cho lớp make up của Châu được giữ lâu hơn và da của Châu cũng được ẩm hơn, không bị khô khi mà mình phải make up liên tục như vậy. Với sự trợ giúp của chuyên gia make up Phước Lợi thì bây giờ Châu đã hoàn thành xong layout make up dành cho Venice V tối mai, và các bạn hãy đón xem phần trình diễn của Châu như thế nào nhé. Sẽ diễn cho nhà IH Fashion và Bảo Bảo House. Với ngày layout ngày hôm nay thì Trang phải sử dụng rất là nhiều keo. Với dòng sản phẩm KMS, Trang cảm thấy rất dễ chịu và không bị bết nhờn và có thể thay đổi layout tóc một cách dễ dàng hơn. Hà My cùng team GoWell rất vui được đồng hành cùng tuần lễ thời trang 2018 với sản phẩm của GoWell, giúp chúng tôi cực kỳ là dễ dàng trong vấn đề là đổi các kiểu tóc cho người mẫu một cách nhanh chóng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hà bén duyên cùng với Owen tham dự Việt Nam International Fashion Week với một bộ sưu tập nam. Mọi người hãy chờ đón sự bùng nổ Hoàng Minh Hà. Thành đang rất là hào hứng và mong chờ buổi trình diễn vào tối ngày hôm nay. Chúc cho các nhà thiết kế và các thương hiệu có một buổi trình diễn thật thành công tốt đẹp.